Sao mà ai bê được, giờ lặng như con lợn ấy. Như con lợn ấy. Làm sao mà lặng người ta ấm nhờn như thế này. Bê không bê rồi, ra bê. Này, ớ, này. Wow. Học được rồi mà. Ăn bốc nước đi. Kimochi. Ok, hello mọi người, chào mọi người đến với kênh của mình nha. Mọi người biết tại sao hôm nay mình thấy nó hơi nhỏ không? Nope. Thì mình sẽ sắp sửa có một màn cho rất là hay luôn. Có cái gì con này. Thì mình thấy trên tay mình cầm gì không? Hả? Giống máu không mọi người? Mình sẽ giả vờ ho ra máu và ngất xỉu coi Đức làm gì nha mọi người. Thật là thú vị. Bây giờ mình sẽ... màn cho này á, mình cũng suy nghĩ dữ lắm rồi. Cho nên mình không biết nên có nên làm hay không, sợ là trong thời cách ly đang dịch này Đức lại tưởng mình bị Covid rồi Đức lại đưa mình đi nữa thì khổ. Nhưng mà đấu tranh tư tưởng thì mình quyết định sẽ làm, nhưng mà nếu như mà lỡ có tình huống nguy cấp mình sẽ bật ngồi dậy và mình nói không có gì hết. Đức bị hay đấy. Ok, và bây giờ mình sẽ kiếm chỗ nào để mình quay làm góc quay cho mọi người. Bây giờ mình sẽ đi kiếm góc quay đây. Ok, bắt đầu cho mọi người. À ok, quên nữa, mình quên khoe với mọi người là mình mặc đồ có đẹp không? Đẹp. Mặc đồ đẹp mọi người, mình mới mua á. Thì à, mọi người thấy đẹp thì mọi người cho mình một like đi. Và ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh nha. Tại vì mình thấy á, các bạn xem chùa rất là nhiều luôn á. Làm sao? Nhớ đăng ký kênh nha, nhớ nha. Không thì giận á. Ok, và bây giờ bắt đầu nha. Ok, bây giờ mọi người thấy Đức đang nằm ngoài sao mọi người. Thì bây giờ mình bắt đầu luôn, mình bắt đầu luôn. Hơi hậu á. Bắt đầu luôn. Mười điểm. Ơ làm sao đây? Gì đây? Ơ em. Em làm sao đây? Em sao đây? Em sao đây? Đừng làm sợ. Ui sợ quá, sợ quá. Em sao đây? Dậy đi, làm sao đây? Làm sao đây? Em sao đây? Tỉnh đi em ơi, làm sao đây? Gì vậy? Gì em sao mà máu có mẹ ra giấy này. Em bị làm sao? Sao lại máu me như này? Bị làm sao? Bị làm sao? Kể anh xem em, anh bị làm sao đây? Em nằm thử nghiêng mệt, em nằm muốn tự nhiên em cười vậy. Làm sao đây? Em nhiều máu như này. Em làm sao? Trả lời anh biết đi, làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây? Dậy đi. Làm sao? Anh đưa em đi viện nhé. Ok. Em nặng quá. Đúng này. Để anh gọi người. Để anh gọi người. Ở yên đây anh gọi người. Tỉnh đi, tỉnh dậy đi. Em nặng quá. Mở chan. Em sao? Alo anh tin à? Em giúp em đưa. Em sống rồi, em sống rồi. Em mất chết. Em nhầm máy nha. Sao lại trốn anh? Mà em biết là lúc nãy anh tưởng thật đâu, mà em nặng như vậy anh không bê nổi luôn đấy. Em nặng thôi. Từ sau ăn ít thôi. Đúng. Từ sau ăn ít thôi. Trôn biết là nếu mà trôn người ta thì từ sau ăn ít người ta mới bê được đi bệnh viện. Xong rồi đó em bị hèn là như thế nào? Thì kệ con mẹ.
thì anh gọi anh tin mới gọi mọi người lên để đưa em đi bệnh viện thôi, làm gì nữa. Rồi em mặc nguyên bộ này đi vô bệnh viện, người ta chửi em đi. Nặng đấy, về bế nào. Lặng quá. Không bế nổi luôn. Lợn này. Lặng ghê ấy. Quay từ nãy giờ à? Thế mọi người có thấy màn tròn thiệt hay không? Hết mỹ từ để khen. Nhưng mà hẹp tình hát giọng ghê luôn á. Đem theo như mà mấy thằng con trai mà phải bế người yêu lên một cái một xong rồi đưa đi bệnh viện đúng không mọi người? Còn cái này đứt cứ là mình tuột lên tuột xuống này mà mình không chết thì mình nãy mà mình bị thiệt nha. Mình không chết thì chân nữa, đứt làm hồi mình chết thiệt. Đứt làm hồi mình chết thiệt. Còn cái nịt, còn đúng cái nịt thôi. Chắc chắn luôn. Nhưng mà nó cứ tuột lên tuột xuống. Nặng quá, làm sao mà ai bê được. Giờ nặng như con lợn đi. Như con lợn đi. Nặng đâu mà nặng, người ta ốm nhôm như thế này. Bê không bê rồi, ra bê. Này, này. Wow. Học được lên rồi. Anh bóp nước em. Kimochi. Ai bóp đi đâu. Mọi người đứa sần lỡ đứa bóp đứt từng. Hơi non. Anh sẽ bóp đứt em nhưng mà tại sao anh lại để cho anh Tinh? Cái điện cho thì hai người lên bê dễ hơn. Anh Tinh bê em người cầm chân người cầm tay như heo á hả? Đúng rồi. Bê bệnh viện làm sao nữa? Bê bệnh viện xong điện cho bệnh viện lại mà phải bơi. Bê gọi muốn mất thời gian không? Bây giờ gọi bê gọi anh Tinh cùng nha. Nói chung là các bạn nào ở nhà mà có người bị làm sao nói chung là phải gọi người đưa đi cấp cứu nha. Chứ chờ xe cấp cứu đến hơi lâu ấy. Đợi xe cấp cứu đến là chết thiệt đúng không? Đúng rồi. Thì anh thấy bằng tròn này hơi nào. Ủa máu em đâu rồi? Máu cái, đâu? Cái này là cái gì? Máu. Máu á? Máu đó. Máu gì thơm ấy? Cái này là máu thường gì mọi người? Bực cái dao ấy, bực thơm cái dao ấy. Thật lắm này. À son môi. Giống cái mùi son môi. Sao biết cái mùi son môi? Thì lúc nào em anh chả nhìn thấy mùi. Yeah. Quá là điều bình thường luôn. Lúc nào đi ngủ mình cũng hôn trộn. Tôi phải thiệu mọi người, bắt đầu từ ngày hôm nay mình sẽ đem cái ghế sofa ra ngoài này. Không cho ngủ chung nữa. Có ngủ chung đâu, mình ngủ cái ghế đằng sau này. Nhưng mà nó cũng ở chung một cái phòng, cho nên là dễ hung trộm người ta lắm đúng không? Cho nên là bắt đầu ngày hôm nay mình phải đóng cửa lại. Mọi đứa cùng một nơi. Ok mọi người thấy màn tròn này như thế nào, mọi người hãy comment ở dưới nha. Mà mọi người có gì hay mọi người hãy comment ở dưới làm cho mình bắt đầu thực hiện nha. Máu này ghê ôm. Đó. Mọi người thì clip cũng đến đây là kết thúc. Cũng cảm ơn mọi người đã xem hết clip nha. Cảm ơn mọi người. Yêu mọi người rất là nhiều. Mọi người cho mình một like, một share. Cảm ơn mọi người nha. Yêu mọi người.